Đây là quy trình đục chạm bức tranh hoa đà nạo xương. Bước đầu tiên và quan trọng nhất đó là vẽ mẫu. Chúng tôi phải tư duy ai ở vị trí nào, trong sắc thái nào và họ có những đặc điểm gì khác thường. Bước thứ hai là hạ nền, là phá bỏ đi những phần gỗ thừa, những khoảng trống ở trên tranh và tạo ra một cái nền tranh thật là đẹp. Bước tiếp theo đó là đục phá hay còn gọi là phá khối. Và bước thứ tư là đục vào nét, những tà áo, những mảng râu, tóc, cơ bắp, chi tiết mây, rồng đều được bóc tách và đi vào chi tiết cụ thể, lột tả thần thái và sắc thái. Để có được một mặt tranh phẳng, mịn như gương thì chúng tôi phải dành tới cả tuần để thực hiện khâu cạo nạo. Và đây là những cây cạo nạo to, nhỏ khác nhau. Tiếp đó là bước đánh giấy ráp để tất cả các chi tiết, các cụm nhân vật đều có được một cái độ mịn màng. Và cuối cùng là khâu vào khung tranh, chính là khoác cho bức tranh một chiếc áo gấm ở bên ngoài để tô thêm vẻ đẹp ở bên trong. Và cuối cùng, các bạn đang được thưởng thức tác phẩm hoa đà nạo xương đã được hoàn thiện mộc và trước khi đem đi PU.